Đêm nay và rạng sáng mai, sân cỏ châu sẽ rất sôi động với các trận cầu hấp dẫn tại UEFA Nations League. Với 6 điểm giành được sau 3 loạt trận, Tây Ban Nha cần chiến thắng trước Croatia để đoạt vé vào vòng chung kết Nations League. Với tư cách đội đầu bảng 4 nhóm A, ngược lại, chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận, Croatia cần giành ít nhất 1 điểm trước Tây Ban Nha, đồng thời phải đánh bại được tuyển Anh ở lượt đấu cuối cùng để tránh bị loại. Ngoài mục tiêu trụ lại giải A, Croatia còn quyết tâm đánh bại Tây Ban Nha bằng mọi giá để trả mối hận thua thảm 0-6 chính đối thủ này ở trận lượt đi trên xứ đấu bò. Với phong độ hiện tại, dù được đá trên sân nhà, cũng không dễ cho thầy trò Zlatan Dalic có thể gây khó cho Tây Ban Nha. Khi La Roja đang chơi rất thăng hoa như thời Luis Enrique, họ ghi 14 bàn sau 4 trận và đang khát khao chứng minh thất bại 2-3 trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 trước Anh chỉ là một tai nạn. Tiếp đó Iceland trên sân nhà, Bỉ của Roberto Martinez không có Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen và Mauro Fellaini vì nhiều lý do. Tuy vậy, cũng không cần phải quá lo lắng khi vị trí trong sơ đồ ba trung vệ sẽ được thay thế bằng Tedric Boyata hoặc Jason Denayer, trong khi ở các vị trí còn lại, Quỷ Đỏ đều sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Về phía đội tuyển Iceland, đây có lẽ không phải thời điểm để huấn luyện viên Hamren hướng đến trận thắng đầu tiên. Phải làm khách, ông còn thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Ragnar Sigurdsson bị treo do, Gylfi Sigurdsson và Johan Berg Gudmundsson bị chấn thương. Nhân tố được trông đợi nhất vào đội tuyển Iceland lúc này có lẽ là Alfred Finnbogason, chân sút 29 tuổi đang có phong độ khá tốt tại câu lạc bộ Osberg. Với phong độ mà hai đội thể hiện, không khó để Quỷ Đỏ dễ dàng giành chiến thắng ở trận đấu này. Sau đây là lịch thi đấu cụ thể các trận đấu khác tại UEFA Nations League. Trái ngược với Bỉ và Tây Ban Nha, sau màn trình diễn nhạt nhòa tại World Cup 2014, ở 4 trận đấu sau vòng chung kết World Cup, thầy trò Joachim Löw chỉ giành được 1 chiến thắng trước Peru, hòa 1 trận và 2 lần nhận thất bại, trong đó có trận thua thảm bại 0-3 trước Hà Lan. Gần 5 tháng sau khi ngậm ngùi chia tay nước Nga từ vòng bảng, Đức sẽ có dịp đối đầu với đội chủ nhà. Ở thời điểm này, Đức đang sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng hơn hẳn so với Nga. Mặc dù chỉ là một trận giao hữu, song Đức cần một chiến thắng để xua tan những hoài nghi từ người hâm mộ. Màn trình diễn kém cỏi của Romelu Lukaku ở mùa giải này khiến cho Manchester United bất ngờ quay trở lại với thương vụ Marko Arnautović. Từng được Quỷ Đỏ theo đuổi sát sao nhưng thương vụ này đã không xảy ra vì đòi hỏi quá cao của West Ham. Đến thời điểm này, câu chuyện hoàn toàn khác khi Jose Mourinho bắt đầu hết kiên nhẫn với Lukaku. Trong khi đó, Arnautović cũng không còn thiết tha gắn bó với West Ham và bóng gió khả năng ra đi ngay trong tháng 1. Chính bản thân cầu thủ người Áo cũng từng khẳng định: "Tôi đã 29 tuổi, độ chín nhất trong sự nghiệp. Rõ ràng là tôi muốn thi đấu với những cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng chuyện này tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh trai tôi." Anh trai của Arnautović, Daniel, cũng chính là người đại diện cho tiền đạo này. Trước truyền thông Áo, Daniel khẳng định sẽ để Marco hoàn toàn có thể ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và dĩ nhiên, Manchester United sẽ là bến đỗ hoàn hảo cho tham vọng của cầu thủ này. Chưa kể, khát khao có được Marco Arnautović cũng sẽ giúp cho thương vụ này thành công khá cao. Manchester United đang chơi không tốt ở mùa giải này. Jose Mourinho rõ ràng cần một sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Không chỉ hàng thủ, mà hàng công của United cũng gặp vấn đề. Ngoài Anthony Martial đang đạt phong độ cao, thì cả Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford đều đang gây thất vọng. Thậm chí Sanchez nhiều khả năng sẽ rời khỏi Old Trafford ngay trong tháng Giêng. Theo đó, với phong độ ấn tượng, Memphis Depay đang được United liên hệ để cầu thủ này quay trở lại nước Anh. Dù đã được bán cho Lyon, nhưng rất may họ có cài vào điều khoản mua lại cầu thủ người Hà Lan và sẽ không bất ngờ nếu một lần nữa anh khoác áo Quỷ Đỏ trong tương lai gần. Một thông tin khác đến từ Premier League, câu lạc bộ Fulham đã chính thức sa thải huấn luyện viên Slavisa Zukanovic sau những khởi đầu bết bát của câu lạc bộ ở Premier League 2018-2019. Thay thế vị chiến lược gia người Serbia là một cái tên quen thuộc, gã thợ hàng Claudio Ranieri. Huấn luyện viên người Italia gây tiếng vang lớn khi giúp Leicester lên ngôi vô địch cách đây hơn 2 năm. Cho dù đầu tư khá nhiều tiền bạc vào thị trường chuyển nhượng, nhưng Fulham chỉ giành được đúng một trận thắng sau 12 vòng đấu, thua đến 9 trận và đang đứng bát bảng. Hiện tại, đội bóng thành London chịu đựng chuỗi 7 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có đến 5 trận không thể ghi bàn. Bayern Munich vừa xác nhận, James Rodriguez đã dính chấn thương đầu gối và anh có thể mất vài tuần ngồi ngoài. Ở mùa giải này, James chỉ mới đá chính cho Bayern 5 trận tại Bundesliga và mới nhất anh không được ra sân trong trận derby nước Đức, nơi mà hùm xám đã thua 2-3 trước Dortmund. Mặc dù vậy, Niko Kovac vẫn coi anh là một nhân tố vô cùng quan trọng và cũng hứa rằng James sẽ được thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới. Hình ảnh mới khá lạ với các cầu thủ viên của Manchester United khi tiền vệ Mauro Fellaini đã quyết định xuống tóc, giải thích lý do cắt bỏ chiếc đầu sù quen thuộc
Fellaini viết trên mạng xã hội đính kèm bức ảnh mái tóc mới, năm mới, diện mạo mới và sinh nhật vào ngày mai. Marouane Fellaini sẽ bước sang tuổi 31 vào ngày 22 tháng 11 vì muốn có sự thay đổi và động lực mới nên tuyển thủ người Bỉ đã quyết định cắt tóc. Vào lúc 19:30 tối mai, trận đấu quan trọng giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ được diễn ra tại Chảo Lửa Mỹ Đình. Đây là một trận cầu đinh ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Chính vì thế, mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu này đều được quan tâm một cách đặc biệt. Theo quyết định của ban tổ chức AFF Cup 2018, người được chỉ định cầm còi trận đấu này là ông vua sân cỏ người Ả Rập Saudi, Turki Al Khuthai. Al Khuthai là trọng tài cấp FIFA, được đánh giá là một trong những vị vua nghiêm khắc nhất châu Á. Ông từng điều khiển nhiều trận đấu quan trọng tại các giải châu lục như AFC Champions League, Asian Cup hay vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đáng chú ý, ông là trọng tài đã cầm còi trận mở màn vào chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong quá khứ, Turki Al Khuthai cũng đã từng một lần điều khiển trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Đó là trận gặp Afghanistan thuộc vòng loại Asian Cup và chúng ta chỉ có được một trận hòa. Như vậy, trong hai trận đấu được điều khiển bởi trọng tài Al Khuthai, các đội bóng của Việt Nam đều không thể giành được chiến thắng. Người hâm mộ rất hy vọng một chiến thắng sẽ xóa dớp của vị vua áo đen này. Close.